5 nguyên nhân khiến bạn đăng bài bán bất động sản không hiệu quả. Nguyên nhân thứ nhất là bạn chưa xác định rõ khách hàng tiềm năng của bạn mua bất động sản của bạn là ai. Khi bạn không xác định được cái việc mà khách hàng của bạn mua bất động sản của bạn là ai thì bạn sẽ đăng tin sai trên các nền tảng internet, vì vậy sẽ không hiệu quả. Nguyên nhân thứ hai đấy là bạn gửi môi giới sai đối tượng. Ví dụ như môi giới của bạn đang là tệp khách hàng 1 tỷ mà bạn lại đi đăng bất động sản của bạn với người 5 tỷ thì không đúng với tệp khách hàng mà môi giới thường cung cấp. Cái nguyên nhân thứ ba là bạn một lúc gửi nhiều môi giới. Khi cái bất động sản của bạn đăng tin gửi nhiều môi giới mua bán khác nhau thì cái việc đăng tin lên thị trường nó sẽ bị loạn giá. Vì vậy cái bất động sản của bạn nó sẽ rơi vào trạng thái nhiều người biết và cái tin đấy nó sẽ bị xáo nhoạng, không mất tập trung. Cái nguyên nhân tiếp theo mà bạn đăng bài đấy là bạn không đăng bài về những cái ưu điểm của cái bất động sản của bạn. Ví dụ như bất động sản của bạn là có khả năng sinh lời bao nhiêu phần trăm, nằm ở những con đường chính nào và khai thác dòng tiền như thế nào, hoặc kinh doanh trên bất động sản đấy nó sẽ được lời những cái gì, mà chỉ tập trung vào sản phẩm thì nó sẽ không hiệu quả. Một cái nguyên nhân cuối cùng đấy là bạn không xác định rõ là do trước thị trường để đặt giá của mình làm sao phù hợp với thị trường đang tìm kiếm, mình cần bán như thế nào và đối tượng nào sẽ là đối tượng tập trung tìm kiếm cái bất động sản của bạn.